Khách đến chơi nhà. Khách đến chơi nhà. Khách đến chơi nhà. Anh ơi, anh này, báo mới anh này. Ừ, để anh đọc xem tin tức hôm nay có cái gì nào. Mục xã hội bao giờ là anh cũng phải đọc trước đấy. Cái gì thế này? Đấy thì du học sinh Trung Quốc làm sugar baby ở xứ người. Chúng tôi thật sự yêu nhau, tình dục chỉ là một phần trong mối quan hệ. Em ơi, sao? Em đọc bài này chưa? Sugar baby là cái gì nhỉ? Thì đấy, em cũng vừa đọc xong, đang thấy rất là bực bội với cái bọn trẻ này. Ôi giời, sao làm gì mà em đanh thép đấy, cứ từ từ để anh đọc không nào. Xem sugar rồi baby, thì... ba bốp thế nào, anh từ từ cứ để anh đọc. Đấy, đấy. Đọc nhá. Thì anh cứ đọc. Xin mời vào. Em chào anh chị ạ. Xin chào, Ôi giời, em đến đấy à? May quá. Em mà không đến kịp với là chị với anh Cầm cãi nhau vì cái chuyện sugar baby đấy em ạ. Ôi thế ạ? À? Ôi giời, đến rất đúng lúc đấy. Và xin giới thiệu với em, đây là Hồng Ngọc nhá. Á Khôi, Tài sắc nữ sinh báo chí năm 2018 em ạ. Vâng, thôi mà thôi, để Á Khôi sang một bên đi. Hồng Ngọc là đến là đúng như là bà xã vừa nói mà, rất đúng lúc đấy. Đến chậm là cái hai vợ chồng lại bùng nổ đấy, đúng không ạ? Quá bùng nổ vì cái chuyện sugar baby đấy. Ừ, đấy, thể cổ tê đấy. Xin mời em uống trà đi nhá. Này, trà anh pha ngon lắm. Vâng, em cảm ơn anh. Thế thì hai anh em nói chuyện nhá. Em xin phép, mà chị xin phép Ngọc nhá, chị phải đi ra ngoài có tí việc nhá. Bố nó cứ nói chuyện với em Ngọc đi nhá. Dạ vâng, lát gặp lại chị ạ. Tôi là Hoàng Luyện Cầm. Tôi là Nguyễn Hồng Ngọc. Chúng tôi nói về Sống Tầm Gửi. Ngọc này, uống nước đi anh. Vâng, em cảm ơn anh. Em thấy anh chị vừa rồi có vẻ hơi bức xúc, không biết là đang đọc thông tin gì thế ạ? Bây giờ nó bật tinh thế, đúng rồi, em phải làm chính xác đấy phải. Anh đang đọc dở cái bài báo này Hồng Ngọc ạ. Thế để đọc cho em nghe nhé. Vâng, vâng. Vi Văn, 20 tuổi, đến từ Trung Quốc đã tự nhận mình có ba sugar daddy bao nuôi. Đấy, úi dồi, khái niệm sugar daddy được sử dụng nhiều ở xã hội phương Tây, dùng để chỉ những người đàn ông lớn tuổi trả tiền bao nuôi những cô gái trẻ, hay còn gọi là sugar baby. Làm gì mà căng thẳng thế Hồng Ngọc, cứ bình tĩnh nghe để anh đọc tiếp nhé. Trong khi nhiều bạn cùng lớp đang cố gắng đi làm bán thời gian, thì Vi Vang không những không phải trả tiền thuê nhà mà mỗi tháng còn có vài ngàn đô trong tài khoản để tiêu xài. Với số tiền này, Vi Vang có thể vừa trả tiền học phí, vừa tiêu xài và các nhu cầu xa xỉ khác. Vi Vang cho biết, tôi có khoảng 8 mối quan hệ. Đúng rồi, mắt mình kém sao? 8 mối quan hệ. Như thế, tôi nghĩ nó giống như một mối quan hệ mở, lại còn quan hệ mở nữa. Ui, nghe anh đọc mà em choáng quá anh ạ. Thì anh ra cũng choáng. Em thấy dạo này cụm từ này nó cũng hot, nhưng mà em nghĩ rằng là gọi thì có vẻ là ngọt ngào, nhưng mà chắc là em nghĩ là chắc không khác gì cặp bồ đâu nhỉ anh nhỉ? Thậm chí là anh thấy là còn nặng hơn nữa cơ. Không phải cặp bồ cơ mà là cặp tiền. Cá nhân em thì em thấy rằng là cái mối quan hệ này thì gần đây thì em cũng đọc rất là nhiều, và thậm chí là cũng có theo dõi một số cái group ở trên Facebook ấy, là cũng có hẳn những cái group dành cho sugar daddy, sugar baby. Các bạn giới thiệu về bản thân này, để tìm sugar daddy thì mình cảm thấy là ôi, tại sao mà các bạn ý dùng từ này không biết là có nên hay không, đó là bán rẻ bản thân quá. Khi mà các bạn tìm cho mình những cái mối quan hệ như thế thì thực sự là nó hơi lãng phí tuổi thanh xuân của các bạn. Những cái sugar daddy này đều là những cái người mà đàn ông đã đứng tuổi rồi, có khi là họ còn có cả gia đình rồi nữa cơ. Thì không biết là những cái cô gái trẻ đó khi mà họ tìm sugar daddy thì họ có nghĩ đến hậu quả không? Ta cảm thấy đây không biết là nuôi hay là ăn gỏi nữa. Vâng, thế nhưng mà em nghĩ rằng là có một số bạn trẻ thì bởi vì bạn ấy không hiểu được hết cái giá trị của đồng tiền, và có lẽ là cái tham vọng của bạn ấy hơi cao, nên là có vẻ như là cái số tiền mà bố mẹ trung cấp thì sẽ không đủ, nên là mới dẫn tới những cái hiện tượng như mà ngày hôm nay anh em mình nói chuyện. Đúng như vậy đấy Hồng Ngọc ạ. Bây giờ xin mời Hồng Ngọc lắng nghe những cái chia sẻ của các bạn trẻ về cái mối quan hệ giữa sugar daddy và sugar baby. Vâng, cảm ơn. Dạo này ở trên Facebook thì nó cũng rộ lên sugar baby là những bạn sinh viên, các bạn ý kiểu thiếu thốn về tiền bạc chẳng hạn, thì các bạn ý sẽ gọi một người giàu là bố của mình, và người bố đấy sẽ chu cấp cho các bạn ấy hàng tháng với một cái đánh đổi gì đó mà cái thỏa thuận giữa hai người. Em biết qua Facebook khá là công khai đấy ạ, khi mà rất là nhiều cái post giống như là các sugar daddy thì tuyển sugar baby và các sugar baby thì cũng tuyển sugar daddy luôn ạ. Thật ra thì em cảm thấy nó như kiểu là một hình thức gọi là mua bán dâm trá hình. Ôi giời ơi là giời, hình như cả thế giới biết, mỗi anh không biết Hồng Ngọc ạ. Anh cứ thấy cái kiểu hẹn hò bố nuôi con nuôi này mà nó sởn cả da gà lên. Bởi bố nuôi con nuôi bản chất của nó là mang ý nghĩa rất tốt đẹp đấy. Ví dụ một đứa trẻ mồ côi này được cô chú nhận về nuôi này, nó thiêng liêng vô cùng đấy. Anh đọc báo mà anh đã bức xúc như thế rồi, lấy là anh còn chưa xem trực tiếp những cái lời giới thiệu của Sugar Baby với Sugar Daddy đâu. Thế thì bây giờ thì em sẽ mời anh xem một đoạn giới thiệu tìm Sugar Baby với Sugar Daddy nhá. Em nghĩ rằng là xem xong chắc anh còn choáng nữa. Đây anh ơi, mình sinh năm 2000, sống ở Cần Thơ, cao 1m6, có thể qua đêm một lần một tuần, cần daddy chu cấp trên 6 triệu một tháng. Sợ thật, mới có 2000. Vậy là năm nay là 20, mới có 20 thôi. Đây nhưng mà vẫn còn nhiều thông tin nữa cơ anh ạ. Đây là ví dụ nào. Daddy cần tìm bé Sugar Baby xinh xắn, dễ thương, tuổi dưới 22, ưu tiên là sinh viên đại học có tiếng, không yêu cầu body chiều cao, miễn là 3 vòng hấp dẫn, chu cấp 10 triệu một tháng và có thể thưởng thêm 2 đến 5 triệu một tháng nếu như baby thực sự phù hợp. Ngày thế này thì không khác gì đi làm việc mà nhận lương nhỉ anh nhỉ? Trên cả choáng là buồn lặng người đấy. Nhưng mà cái mà làm em cảm thấy sốc hơn khi mà đọc những cái tin này đó là những cái Sugar Daddy đều tìm những cái bạn sinh viên của những trường đại học mà phải có tiếng cơ. Vậy thì em nghĩ rằng là có một cái gì đấy em thấy hơi lan tan, bởi vì bản thân mình cũng bước ra từ những trường đại học thì cảm giác như là cái tấm bằng đại học bây giờ nó không còn là một cái tấm bằng mà để giúp cho mình kiếm một công việc tốt sau này, mà nó lại có cái mức độ biến tướng của nó đi trở thành một cái tấm bằng mà lại tìm kiếm những cái công việc cảm giác như là nó không được chính đáng cho lắm. Ngọc rất là tinh tế và cũng rất là nhạy cảm để phát hiện đấy. Anh cũng cảm thấy hai cái chữ sinh viên nó tổn thương ghê lắm. Vâng. Anh cũng rất may mắn là học trường đại học tổng hợp ở cái thời Chiếc Lá đầu tiên đấy, hoa súng tí vào trong mắt lắm mê say mà. Bây giờ cái từ sinh viên đúng như là Hồng Ngọc phân tích mà đang bị lợi dụng, đang bị phá vỡ và không biết chừng mà với cái xu thế này nhiều bạn vào trường mà không phải là lấy tấm bằng đâu. Cá nhân em thì cũng rất là lăn tăn trong lòng, bởi vì đấy cái từ sinh viên họ phải bỏ rất là nhiều công sức, họ học và họ có thì thậm chí là họ có khi phải nai lưng ra họ đi làm kiếm tiền để trang trải học phí chẳng hạn, để có được tấm bằng mai sau ra trường kiếm được một công việc. Thế nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là cái mác sinh viên nó đang bị bán rẻ quá. Nhưng mà chưa hết đâu anh ạ. Ở đây em còn thấy Sugar Daddy còn muốn tìm một bạn baby sinh năm 2000 đến 2003 cơ, rất là nhỏ tuổi ở Hà Nội này. Và bạn nào có nhu cầu thì liên hệ và sẽ chu cấp từ 7 đến 10 triệu một tháng tùy vào chất lượng của baby. Đúng là những giao dịch nhỉ anh nhỉ? Đấy đúng là những hợp đồng bán mình đấy. Vâng. Không phải bán mình nhưng mà mất mình. Mà đây không phải chỉ có mỗi Sugar Daddy tìm đâu, mà đây các bạn Sugar Baby các bạn ấy cũng trực tiếp, các bạn ấy tự đăng, gần như là tự đăng bán mình luôn đây ạ. Vâng. Em muốn tìm Daddy chịu chi, không ki bo, kỳ kèo tiền bạc và có thể dẫn em đi ăn, đi shopping, quan hệ chăn gối không bồ vập, sỗ sàng, không đòi ảnh khỏa thân, video call, show hàng. 3 vòng của em là 94, 78, 103. Em ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Các daddy cứ nhắn tin em sẽ gửi ảnh. Trời ơi, nghe mà xót xa quá anh ơi. Cái điều vừa xót xa mà vừa đáng lo ngại là các cái cô gái trẻ 18 đôi 10 mà đã tìm đến mấy lại các cái Sugar Daddy này mà để mục đích duy nhất là để có tiền tiêu xài thôi. Em thấy rằng là có một cái cụm từ như này cũng là một cụm từ rất là phổ biến, đó là cụm từ trẻ trâu. Có vẻ như là các bạn ý đang cái tuổi trẻ, các bạn ý chưa nhìn hết cái sự đời, và thậm chí là cái suy nghĩ đúng là như kiểu người ta hay nói là mày suy nghĩ trẻ trâu, là sao suy nghĩ kiểu một cách bồng bột, tức là mày thích cái gì là đòi bằng được thôi, không cần biết là hậu quả nó như thế nào. Các cô không hề tiêu tiền một cách thông minh, mà cô nhầm rằng là cầm 5 triệu tiêu, cầm 10 triệu tiêu, cầm 15 triệu tiêu, các cô tưởng như thế là ấy, nhưng đang tiêu vào chính bản thân mình, đang tiêu xài vào chính tuổi thanh xuân của mình, đang xé nhỏ bán lẻ cái đời tuổi thanh xuân của mình ra. Thế thì để cái không khí nó bớt căng thẳng, xin phép lại đọc một bài thơ nữa rất là hay của nhà thơ Đỗ Trung Lai. Dạ. Anh có du con gái anh, không phải là du con gái là mới sinh ra đâu, anh du con gái anh đã lớn rồi, thậm chí là lớn như em ấy, Hồng Ngọc ạ. Vâng. À ơi con ngủ cho lâu, cầu cho con chẳng một câu lụy người. À ơi thân gái ở đời, những nơi tục lụy, con thời tránh xa, thiện căn ở tại lòng ta, mạnh hơn lẽ quỷ, lời ma dọc đường. À ơi thương đến là thương, cầu cho thánh thiện, dắt đường con đi. Tôi rất là xúc động cái chữ thánh thiện, dắt đường con đi. Thì những cái bạn vừa rồi ta trở lại, cái Barbie ấy, mà đi tìm Daddy, thì tôi cảm thấy hình như đã bị lời ma lẽ quỷ, nó làm cho u mê lạc lối rồi, và không đánh mất đi cái sự thánh thiện ở trong cuộc đời. Có vẻ như là các bạn ấy đang hơi bị đề cao cái giá trị vật chất trong cuộc sống quá, nên là mới dẫn tới những cái con đường như vậy. Với cả cá nhân như em đã nói chia sẻ từ ban đầu thì có vẻ như là các bạn ấy chưa nghĩ đến hết cái hậu quả của nó sau này, bởi vì như anh nói rồi, các bạn ấy đang xé nhỏ cái lương tâm của mình, xé nhỏ cái tuổi thanh xuân của mình, và rồi khi mà các bạn ấy quen một cái thói như vậy thì liệu khi mà các bạn ấy hết cái nhan sắc rồi, hết cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ đó rồi thì liệu các bạn ấy còn lại gì, đúng không anh? Chính xác vậy. Bởi vì cái nhan sắc mà nhiều người con gái hoặc là đã chơi đùa với lại sắc đẹp của mình như là trẻ con chơi dao ấy, mà không biết rằng là đứt tay ngay từ lúc chơi rồi. Vì dao không phải là thứ để chơi được, và không biết rằng là cái tuổi thanh xuân cũng như là sắc đẹp mà nó như một bông hồng ấy, mà thời gian bẻ đi chắc không phải từng ngày từng giờ nữa, mờ trong từng tích tắc của cuộc sống, mà chỉ có một cái bất tử mãi, còn lại là phẩm hạnh của người phụ nữ thì họ mang bán rẻ. Ta nói tuổi thanh xuân là còn nhẹ, chứ đây là bán rẻ phẩm hạnh của mình, bán quá rẻ cơ, mà cái phẩm hạnh mới là cái vô cùng. Nhưng mà có một cái mà em lăn tăn nhất đó là rõ ràng cái hiện tượng sugar daddy với sugar baby này đang rất phổ biến. Thế thì theo em thì nó không khác gì như là cặp bồ cả, nhưng không biết là quan điểm của anh như thế nào? Đúng 4 chữ thôi, hợp đồng bán mình. Bằng vì anh làm điện ảnh mà, cho nên phải sưu tầm tất cả những cái tư liệu, tất cả các thứ mà, thì trong tay anh ít nhất là anh đã nhìn thấy 3 bản hợp đồng rồi. Dạ. Tất nhiên là không ghi rõ tên người, nhưng mà ghi rõ là một tuần quan hệ bao nhiêu này, thế rồi là tiền phải đưa trước đầu tháng này, trong cái thời gian đấy thì không được quan hệ với người khác này, ngoài tôi này, tức là những đúng là những hợp đồng không phải là mua bán cái xe Honda, không phải là mua bán cái tủ lạnh, mà là hợp đồng bán mình. Thế nhưng mà em thấy rằng là rất nhiều sugar baby thanh minh là đấy không phải là mối quan hệ mua bán, mà đấy là mối quan hệ của sự đồng cảm, của sự chia sẻ, sự giúp đỡ lẫn nhau, vì hai con người với hai tâm hồn mà họ đồng điệu với nhau. Anh nghĩ đây tất cả là cái sự bao biện bằng cách rất là vụng về, bởi vì là không hề có cái tình cảm trong cái chuyện này cả. Cá nhân em cũng nghĩ thế. Đây là lao vào nhau mua bán, xin lỗi nhá, không khác thì cái chợ rời cả, nhưng mà anh nhìn mà có khi giống chợ âm phủ ấy, tức là không biết là sống tầm gửi kiểu gì, nhưng mà chưa sống mà đã chết, chưa nổi đã chìm rồi. Mà rõ ràng là cái tình yêu thì không bao giờ có thể đong đếm được bằng bất cứ một cái giá nào, đúng không anh? Vâng. Nhưng mà rõ ràng là ở đây thì chúng ta luôn luôn có những cái mức giá cho một cái mối quan hệ này. Vậy thì em thấy rằng là nếu mà để nói là mối quan hệ này dựa trên một cái niềm tin hoặc là sự đồng cảm hay là một cái mối quan hệ tình cảm thì thực sự là nghe nó rất là nực cười. Những cái hệ lụy mà các bạn chưa nhìn thấy được, các bạn cứ lao vào, thậm chí mà những con thiêu thân mà lại đáng lẽ con thiêu thân nhìn con thiêu thân trước nó bị chết mà, nó bị cháy mà thì phải sợ, mà lại cảm thấy lại mừng nếu mình được chết và được cháy như thế thì thật là khó bàn. Các bạn đang dần các bạn phá vỡ tất cả những cái mối quan hệ, những cái cụm từ thiêng liêng nhất ở trong cuộc sống. Đúng rồi đấy ạ. Rồi có lẽ dần cái từ điển của chúng ta, tôi sợ rằng không còn chữ tình yêu nữa thì nguy hiểm quá, mà là tiền yêu. Đúng rồi ạ. Em có thích một cái câu nói như này, người ta bảo rằng là khi mà bản thân mình kiếm tiền bằng cái gì thì mình sẽ phải trả giá về điều đó. Thì ví dụ như em là một MC chẳng hạn, khi mà em kiếm tiền bằng giọng nói của em thì em có thể là sẽ gặp những cái sự cố về giọng nói, và đương nhiên là em sẽ phải trả giá cho điều đó rồi. Nhưng mà rõ ràng là nó vẫn là chân chính hơn khi mà các bạn bị đánh đổi cái tuổi thanh xuân của mình, thì em nghĩ là chắc chắn một ngày nào đó thì đến lúc mà hối hận thì không kịp nữa rồi. Với cả em phát hiện ra một điều anh Cẩm ạ, em thấy là bây giờ cái tuổi của anh là đang rất là phù hợp với độ tuổi của sugar daddy đây anh ạ. Vâng. Anh có muốn thử nhập vai không? Để anh thử nhập vai nhá. Khó nhập lắm Hồng Ngọc. Đấy, tuy anh là biên kịch, là diễn viên, là đã từng đóng đến 20 vai rồi mà, đóng từ phim Số Đỏ cho đến rồi Đêm Hội Long Trì rồi, đóng bao nhiêu phim mà cuối cùng anh không nhập được vai này mà. Có lẽ nhập cái vai này nó không phải tài năng, nó là tiền năng hay là chịu được, không thể nào phỏng vấn được. Bây giờ giả dụ Hồng Ngọc mà em nhập vào cái vai mà sugar baby thì em có nhập được không? Em thử nhập vai xem nào. Khó lắm anh ơi, nói thật là em không phải là một người mà có thể nói được những cái lời đường ngọt hay thậm chí là gọi là giao bán bản thân như thế. Vâng. Nói thật là bây giờ khi đi ra đường có khi còn kín cổng cao tường, bởi vì sợ người đi đường người ta còn ảnh hưởng ấy chứ. Vâng. Chứ mình chả những là đây còn đăng ảnh của mình lên rồi lại nói những cái lời ngọt ngào mà toàn với những người bằng tuổi cha tuổi mẹ mình, làm sao mà chịu được. Đúng thật, quả là hai anh em mình không thể nhập vai được, mà cái vai duy nhất mà anh nghĩ cả anh lẫn Hồng Ngọc có thể nhập được vẫn là nhập vai chính mình. Vâng. Tức là ở trong cương vị của Ngọc là MC, rồi là dẫn các chương trình như thể thao, rồi công nghệ, rồi anh để làm thơ, làm kịch bản này, rồi trò chuyện với quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng nói Việt Nam mà, thì anh không làm khác được. Và thôi thì nghèo một tí nhưng mà kiếm được đồng tiền chính đáng, đúng không anh? Cuộc sống nó cũng thoải mái hơn, và cá nhân em thì lúc nào em cũng cảm thấy hạnh phúc với cả cái cuộc sống này. Xin mời quý vị thính giả cũng như là Hồng Ngọc cùng lắng nghe cái phóng sự sau đây của phóng viên Lê Tú. Đấy, coi như là khám phá cái thế giới này đấy. Vâng. Ngày nay cụm từ sugar daddy, sugar baby đã không còn xa lạ với mọi người. Không khó để chúng ta bắt gặp những sugar daddy lên mạng xã hội, tìm kiếm những đứa con ngây thơ, xinh xắn chờ lòng bố nuôi. Còn các nàng sugar baby thì sẵn sàng chia sẻ những thông tin cá nhân, số đo cơ thể, cũng như kỹ năng giường chiếu để tìm đến với những ông bố giàu có bao nuôi hàng tháng cho mình. Khi hai bên đã bắt được tín hiệu của nhau, sẽ có những buổi gặp mặt chớp nhoáng để kiểm hàng cũng như thỏa thuận hợp đồng. Bây giờ em còn 1 năm nữa đi học, đúng không? Thì trong 1 năm đó anh sẽ hỗ trợ em để em học ra trường. sau khi em ra trường á, thì thầy nếu em vẫn giữ những cái quan hệ với anh như vậy, anh sẽ hỗ trợ cho em kiếm việc phát triển nhiều. Mà được là nó khoảng thu cấp 10 triệu một tháng, em đã nói với anh rồi. Ok thì mình tiếp, không thì thôi. Còn nếu phát sinh thêm gì nữa thì đó anh, do phải thành thật nha. Tuy nhiên để các sugar daddy tìm được con nuôi không hề dễ dàng. Mọi thông tin mà các đối tượng đưa ra trên các trang mạng xã hội hay các group kín đều đa phần là giả. Gọi cho các số điện thoại được chia sẻ một cách công khai đều không nhận được hồi âm. Và để có thể gặp được baby như mong đợi, các daddy phải chuyển trước một khoản tiền cọc cho những người môi giới thì mới được tư vấn. Bằng cách này, chúng tôi mới có thể liên lạc được với một baby. Em sẽ tự giới thiệu em là Muni, em sinh năm 99, thì gia đình em cũng có chuyện ấy, xong em thì cũng lập mà cũng ra Hà Nội thì không quen biết ai hết, nó khó khăn ấy, tìm một người có thể quan tâm và chăm sóc và chu cấp cho mình. Tiền là điều kiện cần để trao đổi với các em, vì thế giá được đưa ra rất nhanh. Em khá là đẳng, cái đó là tùy vào anh ấy, nếu được thì anh có thể chu cấp cho em từ 7 cho đến 10 triệu. Ứng dụng hẹn hò có tên Tinder là nơi các cô gái chàng trai công khai trên ảnh hồ sơ của mình. Cần tìm những sugar baby hoặc sugar daddy. Vì một sugar baby cho biết không ít gái ngành sau quá trình trùng tu sắc đẹp chuyển sang công việc mới dưới danh nghĩa sinh viên. Sẽ có cung thì có cầu thôi. Bố nuôi, bố kẹo, bố đường thì ở khắp nơi. Đương nhiên là sẽ có những lúc ngọt ngào chứ. Một tháng đưa cho 10 triệu, 15 triệu không phải trả tiền nhà thì lúc đó chẳng ngọt như mía lùi. Thỉnh thoảng bố đưa đi mua đồ, sắm đồ thì tít cả mắt lên. Còn lúc mà đang đi chơi với bạn trai hoặc đứa khác, bố lại bắt về đây lên giường với bố thì lúc đấy lại kêu ầm lên. Mối quan hệ sugar daddy, sugar baby giờ đang dần trở thành một hiện tượng xã hội thiếu lành mạnh, với cảnh báo về lối sống đáng nguy hại. Và ở một góc độ khác, nhiều người cũng đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ bởi những hành vi sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân của người khác để đu theo trào lưu này. Anh lúc Ngọc đang chăm chú lắng nghe thì anh cũng nhẩm tính rồi. Em ạ, làm sư rồi đã đi mà mỗi tháng chu cấp từ 6 đến 20 triệu này. Mà mỗi tháng cái tiền học của các con của anh mà không nhỏ đâu em ạ, cũng phải từ 8 đến 10 triệu ấy. Được. Rồi lương của anh nó chỉ có vậy thôi. Cái lương mà anh rất là vui vẻ, rất là khiêm tốn, đúng với sức lực của anh. Đấy, thế thì làm sao mà anh dám làm sugar daddy được em? Thì đấy, thế cho nên là những cái đối tượng làm sugar daddy thì thường là những người giàu có này, có địa vị này. Nhưng mà em thấy là đôi khi nó cũng chỉ là cái phong bạt, cũng chỉ là cái ảo ở trên mạng xã hội thôi anh ạ. Phong bạt mới lại mạng ảo đấy là mình chưa hiểu lắm rồi. Không Ngọc giải thích cho mình cái. Tức là đại gia mà thông qua trung gian ấy, hoặc là má mì thì có thể là đại gia thật. Nhưng mà nếu mà chúng ta hẹn hò tìm hiểu ở trên mạng này thì nó sẽ rất là rủi ro. Thế thì để anh và cũng như là quý vị thính giả có thể có cái nhìn cận cảnh nhất thì em sẽ mời anh nghe tâm sự của một bạn làm sugar baby nhá. Thì đây chính là cái clip mà em xem ở trên Trắng TV thì em thấy cũng khá là hay và muốn chia sẻ với mọi người. Mình năm nay 20 tuổi, mình đến từ Yên Bái và mình đang là sinh viên. Mình khá thoáng trong chuyện quan hệ. Sugar daddy và sugar baby là một mối quan hệ trao đổi cân bằng. Mình đã từng có sugar daddy thỏa mãn được cho mình cả hai nhu cầu là tình dục và tiền. Và mình cảm thấy là nếu mà mình được thỏa mãn về cả hai nhu cầu đấy thì tội gì mình không làm. Mình tìm được sugar daddy đầu tiên là một người khá trẻ. Anh ấy 28 tuổi. Anh ta giới thiệu với mình là một CEO của một doanh nghiệp nước ngoài. Và với một người trẻ tuổi lại giàu có như vậy thì ai mà chẳng thích. Và anh ấy hứa là sẽ chu cấp cho mình 20 triệu một tháng. Một tuần sẽ gặp nhau 1 đến 2 lần, thời gian thì do anh ấy sắp xếp. Mình nghĩ là lúc ấy mình cảm thấy mình rất may mắn vì đã tìm được một sugar daddy như thế. Mình và anh ấy có gặp nhau và làm chuyện đấy 2 lần. Thì mình không thấy anh ấy nhắc gì đến chuyện tiền nong cả. Mình có hỏi thì anh ấy nói là sẽ chuyển khoản cho mình vào giữa tháng. Nhưng mà qua thời gian đấy rồi thì mình không thấy chuyển tiền và mình còn nhắn tin thì anh ấy không rep. Mình gọi điện anh ấy cũng không trả lời. Mình có nói là mình sẽ bóc phốt bởi vì mình nhớ biển số xe. Nhưng mà sau đấy thì có một người phụ nữ đã gọi cho mình và nói là vợ của anh ấy, hãy buông tha cho chồng của chị ấy. Mình sợ mình bị bóc phốt, mình mang tiếng là giật chồng, là tiểu tam. Nên sau đấy thì mình đã dừng ý định là mình sẽ đòi tiền từ người đàn ông đầu tiên đấy. Sau khi mà mình suy nghĩ thì mình cảm thấy là giống như là mình bị lừa, bởi vì chắc chắn cái chị kia đã là vợ của anh đấy, có thể là nhờ được một người để mình không đòi tiền nữa. Và có khi là hắn ta cũng chẳng phải là CEO của tập đoàn nào cả. Lúc ấy mình đã rất sợ và tổn thương. Mình rất muốn đòi lại công bằng cho chính bản thân mình, nhưng mình chẳng biết phải làm thế nào cả, nên mình đành im lặng chịu đựng mình. Đấy, anh thấy không? Đúng là gọi là sugar daddy với sugar baby, nhưng mà em thấy là nó cũng không phải ngọt ngào như đường đâu nhỉ anh nhỉ? Bản thân anh thấy là baby này mà, đấy có những phát ngôn đấy, thỏa mãn cả hai cái mà. Anh thấy thỏa mãn thì không biết, nhưng mà như cái ham hố, cái ham muốn mà. Vâng. Mà anh cảm thấy như là cái từ này nó hơi xa cái chữ nhân văn. Em thì em cảm thấy rằng là vừa là cảm thấy đáng đời, nhưng mà vừa cũng cảm thấy một phần gì đấy hơi tiếc cho bạn ấy, hơi buồn cho bạn ấy. Tiếc cho bạn ấy là rất đúng đấy. Bạn ấy chưa nhận được hệ lụy đâu. Bạn sống chắc không yên ổn cả một đời. Cái câu chuyện đấy nó vẫn chưa dừng lại ở đấy đâu anh ạ. Thì có lẽ là em sẽ mời anh Cầm cũng như là quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện của bạn ấy nhé. Sau lần đầu thì mình đã lựa chọn kỹ càng hơn. Mình kiểm tra thông tin và mình không tìm một người sugar daddy trẻ tuổi nữa, vì mình cảm thấy mấy thanh niên trẻ tuổi cũng chỉ là kiểu phong bạt, muốn đi tìm những người con gái nhẹ dạ lừa một hai lần để thỏa mãn. Nên là mình đã tìm được một người đàn ông khá lớn tuổi, hắn ta thì 45 tuổi và rất giàu. Ông ta có nói với mình là sẽ chu cấp cho mình 5 triệu cho mỗi lần gặp, và một tuần sẽ gặp nhau 2 lần. Ông ta giàu như thế thì sẽ chu cấp được cho mình những thứ mà mình muốn, và mình sẽ cho ông ta lại những cái ông ta muốn. Và đó là một người đàn ông rất hào hoa lịch thiệp cho tới khi lên giường. Đấy là lần đầu tiên mình cảm thấy đau đớn như thế. Mình không phải là đang quan hệ, giống như mình bị cưỡng hiếp. Mình van xin ông ấy, nhưng mình càng xin, bạn không biết được đâu, mình bị trói và mình bị đánh đập. Mình đã van xin là ông ấy hãy tha cho mình, nhưng mình càng van xin thì ông ấy theo như người ta gọi đấy là bạo dâm. Sau khi làm xong, ông ấy bỏ mặc mình, không còn biết rằng mình đã đau đớn như thế nào. Ông ấy vứt lại cho mình 5 triệu. Ông còn nói với mình là lần sau cố nhập tâm hơi nhé con gái. Mình trống rỗng. Ui giời, sao mà ngồi lặng như thế à? Em thì em bất chợt nghĩ đến câu nói này, làm giàu không khó, nhưng mà thực sự là làm giàu theo cách này nó quá là đau đớn. Rõ ràng là sau lần đầu tiên bạn ấy bị lừa, nhưng mà bạn ấy vẫn chả rút ra được cái gì cả. Bạn ấy vẫn mong muốn vào một cuộc sống giàu có, an nhàn, vẫn mong muốn là sẽ có một người mà chu cấp cho mình. Thì đấy, tiếp tục là bạn ấy tìm một người nữa, và rồi kết quả như thế nào? Nhận lại cái sự đau đớn không chỉ về mặt thể xác, mà như đúng như anh nói lúc nãy là đau đớn về mặt tinh thần. Cái hệ lụy rất lớn, có lẽ là em nghĩ là đây sẽ là một cái tổn thương tinh thần mà nó sẽ theo bạn ấy suốt cả đời. Chắc chắn trong cuộc đời. Các bạn có khoác trên mặt mình 100 cái mặt nạ mà càng không bao giờ biết hạnh phúc là gì cả. Các bạn ấy giết rất nhiều từ, nhưng trước hết là các bạn ấy giết 2 từ hạnh phúc cho cuộc đời các bạn. Xin phép Hồng Ngọc cũng như quý vị thính giả cho tôi được đọc những cái câu thơ rất là tâm huyết của anh Đỗ Trung Lai đã du con gái anh, không phải du con gái anh chào đời mà du con gái anh cho đến suốt cuộc đời. Đừng ham ngũ sắc làm chi, trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu, đò đầy phà rộng sông sâu, có qua thì lúc bạc đầu hãi qua. Yêu thơ cùng với yêu hoa, cũng đừng yêu quá như là bố yêu. Ở nhà biết vá biết thêu, ra đường kẻ gẹo người trêu mặc người. À ơi, thân gái ở đời cổ kim đâu cũng quý người. Thủy chung. Có thể là do các bạn sugar baby này, các bạn ấy đang nhỏ tuổi quá, mới chỉ 20 tuổi trở xuống. Có khi có những bạn thì em đã từng đọc được thông tin, thậm chí có những bạn chỉ tầm 15-16, tức là học tầm cấp 3 mà bạn ấy đã tham gia vào những cái hội nhóm group sugar baby, sugar daddy, và bạn ấy tìm những cái sugar daddy rồi. Thì có lẽ là bởi vì các bạn ấy chưa đủ cái suy nghĩ chín chắn, nên là những cái việc làm các bạn ấy nó chưa thực sự là chuẩn. Và có thể là đấy, như cái trường hợp của cái bạn lúc nãy chúng ta vừa nghe, thì rõ ràng là sugar baby thì mặc dù các bạn ấy nghĩ rằng là các bạn ấy đánh đổi các bạn ấy sẽ được tiền, đó là một cái sự lựa chọn khôn ngoan. Nhưng mà đấy, như gặp trường hợp của bạn kia thì cũng rất là dễ bị lừa, đúng không anh? Đúng, người ta bảo rằng là khôn ngoan thì không lại với đời. Đứng ở góc độ xã hội mà nhìn ấy, nó rất là ảnh hưởng đến vấn đề đạo đức. Anh muốn lấy lên theo kiểu cinema mà, dạ. Nó FT một tí mà, tức là ăn gọi tuổi thanh xuân. Họ ăn sống nuốt tươi cái tuổi thanh xuân của họ, mà họ không biết rằng những cái hệ lụy rất là nhiều. Nói thật với anh chứ, khi mà Sugar Daddy, Sugar Baby, cái xu hướng này nó thịnh hành ấy, thì bản thân bọn em khi mà gặp cỡ rất nhiều người thì cũng đã từng gặp phải những cái trường hợp như thế rồi. Những cái Sugar Daddy muốn tìm những cô gái học vấn, những cô gái có một cái công việc gì đó không quá phụ thuộc. Mình không thể đánh đổi được anh ạ. Vâng. Đấy là những chia sẻ rất là thật lòng là như thế. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì nhỉ? Cá nhân em về vấn đề giáo dục các bạn trẻ thì em nghĩ rằng là khi mà các bạn ấy lên trên mạng xã hội hiện nay rất là phát triển, các bạn ấy thấy những hình ảnh của những người khác, họ up những cái đồ hiệu hay là họ up đi du lịch chỗ nọ, đi du lịch chỗ kia, thì đương nhiên là các bạn ấy sẽ bị cuốn theo. Và thực sự là những cái đấy rõ ràng là nó chỉ là ảo thôi, chắc gì nó đã là thật, nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng đến bản thân các bạn ấy. Đấy là lý do vì sao mà nhiều bạn ấy bị cuốn theo như thế. Nên là em nghĩ cái quan trọng nhất của mình đó là cái vấn đề giáo dục từ bản thân gia đình. Nhà trường thì cũng chỉ là một phần thôi, bởi vì nhà trường thì cũng chỉ là nơi các bạn ấy đến học, nhưng cái gia đình của các bạn ấy mới là cái nơi mà các bạn ấy tiếp xúc nhiều nhất này, và cũng là những có người bố, người mẹ hay anh chị em là những người mà hiểu các bạn ấy nhất, thì cần phải có một cái định hướng tốt nhất cho các bạn ấy. Anh nhất trí với Hồng Ngọc này, ở cái góc độ y học, tức là nói một cách nôm na là bệnh tật mà sẽ lây nhiễm qua cái đường tình dục, và thậm chí là còn cái điều này nữa là bị bạo hành. Bởi vì này không đúng hợp đồng, trong tuần này cô phải 3 lần cơ mà, nhưng sao cô lại đi với tay bạn trai? Tôi bảo không được đi bạn trai, nhưng mà kêu cứu ai? Thế cho nên là không có ai để kêu cứu cả, bản hợp đồng ấy không có giá trị gì cả, chỉ có giá trị giữa hai người thôi, và cũng không ai dám mang ra cả. Chúng ta phải làm gì thì tôi nghĩ này, có lẽ phương tiện truyền thông phải lên tiếng. Ngoài cái vấn đề hiện nay tôi cảm tưởng là vấn đề Barbie và Daddy này mới chỉ nêu lên ở hiện trạng, trình bày nó đang xảy ra mà không nói rằng những cái hệ quả, những hệ lụy của nó, mà tôi rất muốn mà chỉ ra cái mặt xấu của nó. Ngoài ra thì em thấy rằng là những cái hội nhóm Sugar Baby, Sugar Daddy, hay thậm chí là có cả Sugar Mommy nữa anh ạ, là những người phụ nữ đã đứng tuổi thì họ tìm những chàng trai trẻ, thì thường là sẽ xuất hiện ở trên những trang mạng xã hội. Thì em nghĩ rằng là về mặt pháp luật thì chúng ta vẫn có những cái bộ luật về an ninh mạng, thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải áp dụng để có thể có những cái hình thức cho những cái hội nhóm như vậy, bởi vì nói thẳng ra thì nó không khác gì những cái đường dây mại dâm. Đúng. Anh có công nhận đi. Hồng Ngọc nói rất là chính xác. Bạn uống nước đi, rồi chúng ta cùng với quý vị khán giả để nghe những ý kiến sau đây. Thông thường thì những cái người mà đứng ra có thể sẵn sàng nói ra ấy, thì họ thường sẽ chỉ nói những cái thỏa thuận như kiểu là đi chơi hoặc là gì đấy cùng thôi, chứ nó không hề có những cái vi phạm vào pháp luật. Cho nên thì nếu như mà dùng pháp luật để mà xử lý vấn đề này thì em nghĩ là rất là khó. Còn nếu như mà có thể thay đổi được thì em nghĩ là chỉ có thể dựa vào truyền thông hoặc là một cách giáo dục để thay đổi nhận thức thôi ạ. Em nghĩ là sẽ rất là khó, tại vì chiêu thức tuyển dụng kiểu kết hợp với nhau ấy, thì có rất là nhiều, từ mạng xã hội, từ các group trên mạng xã hội đến các bà mối dẫn dắt ấy, dẹp mua bán dâm ấy, đã là khó rồi mà đây là một hình thức biến tướng nữa thì lại càng khó hơn nữa. Cái này sẽ nhấn mạnh về vấn đề đạo đức xã hội, bởi vì là khi mà hành động như thế thì thứ nhất là sai trái, thứ hai là kiểu trái với lương tâm. Và khi mà chúng ta đã có cái luật an ninh mạng như bây giờ rồi thì rất là mong là cái luật an ninh mạng có thể xử lý và dẹp cái hiện tượng này ở trên mạng xã hội. Đúng là cái đẹp không phải ở việc bạn ở trong ngôi nhà đâu, mặc quần áo và trang sức đẹp, mà cái vẻ đẹp chính là tâm hồn, là trí tuệ, là sức lao động mới làm nên cái giá trị của một con người. Và đừng bao giờ sống như cây tầm gửi cả, chỉ biết dựa vào người khác để mà sống thôi. Và cái cụm từ mà chúng ta cần phải tránh xa nhất đó là sự lười lao động, và chính lao động là vinh quang, lao động là cải tạo con người. Anh đã chứng kiến những cái cô diễn viên rất là xinh đẹp gấp vạn lần những cái Barbie này, và lần đầu tiên cầm cái đồng thủ lao đóng một cái vai phụ thôi và khóc nức nở lên, và cô áp vào ngực, cô bảo là sung sướng quá, đây là đồng tiền đầu tiên em lao động bằng cái vai diễn của em, dù là vai phụ thôi. Vì vậy những bước khởi đầu của bạn rất tốt đẹp bằng những giọt mồ hôi của mình, giọt mồ hôi chăm chỉ để chiến thắng lại thói lười biếng mà lại muốn hưởng cả. Thế nên là thay vì là mình trang bị những cái quần áo, những cái trang sức hay là giày dép, túi xách do những đồng tiền mà người khác cung cấp, thì mình thay vì thế mình trang bị cho mình một cái tâm hồn đẹp này, một cái trí tuệ thật là sâu rộng để mình có thể tự mình lao động, thì đó mới là cái con đường dài mà chúng ta đi, và nó sẽ là cái con đường bền vững, đúng không anh? Vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Hồng Ngọc rất nhiều đã đến và tham gia chương trình Trong Ngôi Nhà Bé Nhỏ của Anh. Chương trình Khách Đến Chơi Nhà với chủ đề Sống Tầm Gửi xin phép tạm dừng ở đây. Chỉ đạo nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, thực hiện Hoàng Nhật Cẩm, Anh Thu, Quất Tú. Xin chào và hẹn gặp lại.